À, vừa Bác rồi sĩ các bạn thì cũng các thành viên trong đoàn cũng đã thấy rằng là chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta thiết chặt cái dây của cái trang phục. Mình có thể thiết làm sao cho chặt tùy mình chỉnh. À, có lẽ là thấy rằng là đoàn mình có nhất là nhanh tay nhanh ý, nhanh mắt nhanh ý. Bé này là bình thường, tăng mặt trống là một phần, nhưng mà bình thường là nhiều người người ta sẽ cầm người ta đổ cái mặt trống rồi như này, nhưng mà các anh ta đứng để đúng theo cái chiều của nghệ sĩ người ta đúng đẹp, tức là cái phần thanh dài này kéo vào này thì là bên tay phải. Rồi. Rất là đẹp đúng vị trí rồi. Không phải là... Bởi vì là anh ấy đối với chị ơi, đối với mình đang tránh quay ngược, quay đối diện lại tay mình. Chào vẫn cho cung chia ra mình tháo đầu rồi. Dạ, mình sẽ cầm cái thanh cung này. Cái tròn này là nó. Cầm tay trái, cầm tay trái. Thế cầm cách cầm vui cơ mà nhá. Thanh tròn cầm tay trái, cách cầm tay như này. Tháo đi bị cửa bằng cầm này. Đấy, đấy, thanh tròn cầm tay như này. Không phải cầm lên mà cầm tay theo này như này. Được không? 이렇게 내지 말고 끝자락을 잡아 cầm lên thằng cuối cùng của cái thanh này, cầm lên cuối cùng của cái thanh này. 약지하고 새끼손가락 사이에 이렇게 딱 và sau đó sẽ gài cái con út xuống cái thanh ra. Đó, đó đúng rồi. Gài cái con út xuống. Rồi. 그래서 위에서 한번 내려치는데요. 이 방울이 정 가운데를 맞추는 거예요. Và chúng ta sẽ đánh từ trên xuống dưới là cái vị trí thanh tròn đầu tròn này sẽ đánh vào giữa của cái mặt ra này. 자 이렇게 높이 들어서 내려 cao lên, cao lên, 내려 cao tay lên, cao tay lên. 그렇죠. Mình sẽ dùng tay quá. 누르면 소리가 안 나니까. 아, 뭐. 아, tay em gần nhất là anh em đẩy tay gần tay vai ngang lên nhưng mà cái thanh thì nó sẽ cao hơn đầu. Mình sẽ đánh luôn. 자, 소리를. 자, 바이 cao quá. 자, 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 tay ngang đây là tay, tay ngang, thanh là sẽ ngang đầu, tay sẽ cao hơn đầu, hạ xuống. Cung cung anh đứng ra cái cung khi mình đánh vào bạn đưa ra cái cung cung gì cung ta để đi bạn đi gấp ra đi bạn đi vòng đi qua này đúng đúng đã học mọi người đâu đi cái xe đi bạn hello Katrin Katrin đánh đi Katrin bước ra trong cái trang bùi trong cái đánh trang bùi đó cho có ta không cung ta mà thòng 제가 붕붕 치면 붕붕 안 하세요 자, 그 말 hô là 붕붕 thì mình sẽ có vừa hô là 붕붕 và đánh vào mặt trống nha. Thanh cung đó mềm nó cùng nha. À, đây ba. Đây thầy chứ. Đấy, đúng rồi đó. Đấy, học sinh yêu tử. Học sinh yêu tử. Đây, học sinh yêu tử đây. Ồ, đi đến đi tốt quá trời. Sao giờ đánh đủ bốn anh đúng kịp thì bây giờ. À mình phải đánh giữa nhé, đánh giữa đây đâu đây, trước hai bạn yếu sau đánh hai nhau sẽ là hai tắc nó là đánh một lúc. Một lần nữa là mặt nhẹ nhàng qua mặt xuống mặt chúng ta sẽ đánh như này để nhìn thấy cái mặt tay mặt nước